Bản tin trưa gồm những sự kiện sau. Hoa Kỳ trực tiếp đổ bộ vào Israel. Tòa Bạch Ốc muốn kết hợp hỗ trợ Ukraine và Israel chung. Đặc nhiệm Nga và Belarus chuẩn bị gây hấn đổ lỗi cho Ukraine. Hai tư lệnh quân đội hàng đầu của Ba Lan từ chức. Trung Quốc dùng VPN bị bắt và phạt hơn 1 triệu nhân dân tệ. Hàn Quốc muốn đình chỉ thỏa thuận quân sự với Triều Tiên. Khoảng 1 triệu lao động ngành than có nguy cơ mất việc. Cảnh sát Ai Cập bắn hai du khách Israel thiệt mạng. Tất cả đều có trong bản tin trưa nay. Yên Ngọc xin kính chào quý vị đến với bản tin trưa của kênh 60 giây tinh hoa. Hôm nay là thứ tư, ngày 11 tháng 10. Ngay sau đây là những bản tin trong 24 giờ qua. Kính mời quý vị cùng theo dõi. Thưa quý vị, Israel là một quốc gia với sức mạnh quân sự rất lớn, khi có tới khoảng 169.500 nhân sự tại ngũ và 465.000 nhân sự dự bị. Ngân sách quốc phòng Israel lên tới 24,5 tỷ đô la Mỹ, xếp thứ 15 trên thế giới. Về trang bị quốc phòng, số tiền này chiếm tới 5,2% tổng GDP của Israel. Israel cũng là quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân khi được cho là sở hữu khoảng 80 đến 400 đầu đạn hạt nhân. Lực lượng tăng thiết giáp của Israel có tới 2.200 xe tăng chiến đấu, trong đó 1.760 chiếc trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu. Israel sở hữu 300 hệ thống phóng hỏa tiễn đa nòng, trong đó có tới 240 hệ thống sẵn sàng chiến đấu. Israel sở hữu 241 chiến đấu cơ hiện đại nhất thế giới với 193 chiếc trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu. Ngoài ra thì Israel còn có 48 máy bay trực thăng tấn công và 38 chiếc sẵn sàng chiến đấu. Tổng cộng Israel có tới 601 phi cơ quân sự mà trong đó có tới 481 chiếc sẵn sàng chiến đấu. Về hải quân, Israel sở hữu tổng số 67 chiến hạm bao gồm 5 tàu ngầm và 7 tàu hộ tống. Lực lượng phòng vệ Israel IDF đã duy trì mối quan hệ chặt chẽ với Hoa Kỳ kể từ năm 1967. Hoa Kỳ cùng với Đức là các nhà cung cấp vũ khí nước ngoài chính của Israel. Ngoài ra, Israel là một trong số ít quốc gia bắt buộc huấn luyện quân sự cho cả nam và nữ, với lực lượng quân đội hùng hậu tại Trung Đông, rất khó để Israel bị khuất phục. Vào năm 1947, Liên Hợp Quốc thông qua kế hoạch phân chia cho hai nhà nước tại lãnh thổ ủy trị Palestine. Kế hoạch được giới lãnh đạo Do Thái chấp thuận, song các thủ lĩnh Ả Rập đã bác bỏ. Ngay trước khi Anh triệt thoái, cơ quan Do Thái vì Israel tuyên bố thành lập nhà nước Israel theo kế hoạch Liên Hợp Quốc đề xuất. Ủy ban cao cấp Ả Rập không tuyên bố một nhà nước của mình, thay vào đó họ cùng với Jordan, Ai Cập, và các thành viên khác của Liên đoàn Ả Rập, gây chiến dẫn tới chiến tranh Ả Rập-Israel năm 1948. Trong chiến tranh, Israel thắng lợi giành được thêm các lãnh thổ vốn được kế hoạch của Liên Hợp Quốc xác định là bộ phận của nhà nước Ả Rập. Trong chiến tranh 6 ngày vào năm 1967, Ai Cập, Jordan và Syria hợp sức đánh Israel, nhưng lại thất bại, và kết quả là Israel chiếm đóng bờ Tây và giải Gaza cùng các lãnh thổ khác. Xung đột kéo dài tới ngày nay do hai bên chưa tìm được thỏa thuận chung. Vụ tấn công của Hamas vào Israel khiến cho Israel bị bất ngờ và không kịp phòng vệ. Truyền thông phương Tây và Israel cho rằng, những phiến quân Hamas đã tàn sát hơn 100 thường dân tại cộng đồng Gaza trong cuộc tấn công tàn khốc cuối tuần khiến cho hơn 1.000 người Israel thiệt mạng ở miền nam đất nước. Một phóng viên của I-24 News cho biết, một chỉ huy IDF nói với cô rằng họ đã tìm thấy thi thể của khoảng 40 trẻ sơ sinh, một số trong đó đã bị chặt đầu. Tuy nhiên, về Hamas phủ nhận thông tin sát hại trẻ em, và họ tuyên bố có thể có chuyện cưỡng bức phụ nữ nhưng không có chuyện sát hại phụ nữ và trẻ em, vì đối với đạo hồi đó là tội nặng. Phía Hamas cho biết họ cũng không bắn vào người đi dự lễ hội âm nhạc. Những người này là những người kẹt giữa hai làn đạn khi hai phe đang trực tiếp chiến đấu. Ngoài ra, truyền thông Hamas cho biết cô gái người Đức Shani Lok được cho là đã bị Hamas sát hại, lột trần và diễu hành thực ra vẫn còn sống. Cô đã được tìm thấy trong một bệnh viện ở Gaza. Truyền thông Palestine tuyên bố, trên thực tế, cô đang mặc quần lót và áo ngực nhảy múa trong lễ hội. Khi bị thương, đã được lính Hamas đưa về bệnh viện ở Gaza. Số người thiệt mạng ở Israel do cuộc tấn công và các trận chiến tiếp theo đã tăng lên 1.000 người và hơn 2.900 người bị thương vào hôm thứ Ba khoảng 150 đàn ông, phụ nữ và trẻ em bị bắt cóc vào Gaza trước khi quân đội Israel kịp hành động. Israel đã phản công dữ dội sau đó, bịt các lỗ hổng tại biên giới và đẩy phiến quân Hamas về Gaza. Tại các vùng giao tranh, thi thể của những kẻ tấn công người Palestine nằm ngổn ngang trên mặt đất của kibbutz vào hôm thứ ba. Một số vẫn mặc áo chống đạn mỏng màu đen. Thủ tướng Benjamin Netanyahu và các nhà lãnh đạo khác của Israel đã cam kết bảo đảm Hamas không bao giờ có thể tập trung khả năng gây hại cho Israel nữa, đồng thời tuyên bố rằng sự tiêu diệt của nhóm khủng bố này rất quan trọng đối với tương lai của Israel. Những hành động tàn bạo do Hamas thực hiện chưa từng được chứng kiến kể từ sau hành động tàn bạo của IS. Những đứa trẻ bị trói và hành quyết cùng với những người còn lại trong gia đình chúng. Những bé gái và bé trai bị bắn vào lưng, bị hành quyết và những hành động tàn bạo khác mà tôi sẽ không mô tả ở đây, ông nhấn mạnh. Trong khi đó, lính dự bị của quân đội Israel mắc kẹt ở nước ngoài tranh nhau tìm chuyến bay về gia nhập đơn vị. Tờ Haaretz của Israel vào hôm 9 tháng 10 đưa tin, hàng nghìn người Israel trong lúc đi du lịch nước ngoài thì nhận được yêu cầu thực hiện nhiệm vụ quân dự bị khẩn cấp. Họ đua tranh mua vé máy bay trở về Tel Aviv. Do tình hình an ninh ở Israel, nhiều hãng hàng không quốc tế đã hủy các chuyến bay đến Israel. Vì vậy mà hãng hàng không quốc gia Elan Israel Airlines của Israel đã trở thành lựa chọn duy nhất để những người Israel ở nước ngoài này trở về nước. Tính đến đầu tuần này, một nhóm WhatsApp được thành lập bởi những người trong diện quân dự bị Israel còn bị kẹt ở New York đã có gần 400 thành viên. Nhóm này bao gồm những người Israel xa xứ lâu năm định cư ở khu vực New York, họ sẵn sàng tình nguyện tham gia lực lượng dự bị, mặc dù không được chính thức nhập ngũ hoặc tham gia lệnh gọi khẩn cấp. Israel cũng đã thành lập các nhóm WhatsApp dành cho những người thuộc diện quân dân dự bị. Họ đang cư trú ở khắp nơi từ Pháp, Ý, Ship, Đức, Tây Ban Nha, Áo, Thổ Nhĩ Kỳ, Vương quốc Anh và vùng Balkan, đang mong được về nước tham gia chiến đấu. Trên tiền tuyến, người dân Israel liên tục tràn ra đường hỗ trợ binh sĩ Israel nước uống và lương thực. Trong lịch sử lập quốc hàng nghìn năm qua, bất cứ khi nào người Do Thái gặp khó khăn, thế giới đều thấy sự đoàn kết đáng kinh ngạc của dân tộc này. Sang đến thứ tư, phía Israel cho biết họ đã tấn công không ngừng nghỉ vào Gaza bằng không quân, khiến cho lãnh đạo tình báo Hamas, ông Eman Yonesh, một nhân vật tối quan trọng trong lực lượng Hamas, người lên kế hoạch tấn công israel đã bị quân đội israel tiêu diệt bằng bom thông minh chính xác truyền thông cho biết ông quay về khu dinh thự của mình sau cú đột kích vào lãnh thổ israel nhưng hành động của ông đã bị tình báo israel và vệ tinh định vị sau đó không kích bằng bom dẫn đường phá hủy hoàn toàn khu nhà sau vài tiếng đồng hồ khu vực này lại gánh chịu một đợt không kích thứ hai khốc liệt hơn khiến toàn bộ các cấu trúc bê tông hoàn toàn nát vụn cũng trong ngày hôm qua Hồng quân Israel đã hạ sát ông Jawad Abu Samala, bộ trưởng Bộ Kinh tế của Hamas, trong một cuộc không kích của lực lượng này tại Gaza. Cho đến trưa nay, phía Hoa Kỳ cho biết các lực lượng đặc biệt của Hoa Kỳ đã đổ bộ vào Israel. Đây là hình thái hoàn toàn mở rộng mới, báo hiệu một cuộc chiến lớn hơn trong bối cảnh Nga tuyên bố ủng hộ chính phủ Palestine. Chính trường thế giới hết sức hỗn loạn khi ngay trong nội bộ của châu Âu, vẫn có nhiều chính phủ trong khối EU tuyên bố tiếp tục viện trợ nhân đạo cho Palestine. Trong lòng chính phủ Hoa Kỳ, dân biểu đảng Dân Chủ chia làm hai khi có tới 1 phần 3 dân biểu hỗ trợ cho chính phủ Palestine, trong khi 2 phần 3 còn lại hỗ trợ cho nhà nước do Thái. Bốn dân biểu Hoa Kỳ ủng hộ cho Palestine thuộc nhóm đạo hồi do Rashida Tlaib lãnh đạo trực tiếp bày tỏ thái độ ủng hộ Hamas. Bà dân biểu Rashida Tlaib thậm chí còn treo cờ Palestine bên ngoài văn phòng của mình và không treo cờ Hoa Kỳ. Ngoài ra, người dân Hoa Kỳ trong tổ chức Người da Màu chống phân biệt chủng tộc Black Lives Matter đã công khai kêu gọi người ủng hộ Palestine trong những tuyên bố mới nhất của mình. Thưa quý vị, Tòa Bạch Ốc đang xem xét việc kết hợp tài trợ cho Ukraine và Israel thành một yêu cầu gửi tới Quốc hội. Hy vọng rằng điều này sẽ làm tăng cơ hội phê duyệt hỗ trợ cho Kyiv theo quan chức cấp cao của chính quyền tổng thống hoa kỳ những người phát biểu với điều kiện giấu tên quyết định cuối cùng về việc kết hợp các yêu cầu vẫn chưa được đưa ra một quan chức cho biết động thái như vậy có thể có ý nghĩa bởi vì nó gây chèn ép phe cực hữu vốn phản đối mạnh mẽ việc tăng cường viện trợ cho ukraine nhưng lại ủng hộ viện trợ cho israel các quan chức hàng đầu của chính quyền tổng thống joe biden đã nói rằng Tòa Bạch Ốc sẽ sớm yêu cầu Quốc hội phê duyệt viện trợ quân sự bổ sung cho Israel. Các đảng viên đảng Dân Chủ và Cộng hòa tại Quốc hội bày tỏ sự ủng hộ hoàn toàn đối với Israel và cam kết rằng Hoa Kỳ sẽ hỗ trợ một trong những đồng minh thân cận nhất của mình. Đặc biệt, quan điểm này được đưa ra bởi các thành viên Quốc hội cực hữu, những người phản đối việc hỗ trợ thêm cho Ukraine. Một số quan chức tin rằng việc liên kết hai yêu cầu viện trợ có thể khiến một số đảng viên Cộng hòa bỏ phiếu ủng hộ gói chung vì họ không muốn chặn viện trợ quân sự cho Israel. Thưa quý vị, Trung tâm Kháng chiến Quốc gia Ukraine báo cáo rằng các cơ quan đặc biệt của Nga và Belarus đang lên kế hoạch thả chất nổ xuống một kho dầu của Belarus để đổ lỗi cho người Ukraine về việc này. Cơ quan An ninh Liên bang Nga và Ủy ban An ninh Nhà nước Cộng hòa Belarus đã đồng ý tiến hành một hoạt động đánh lừa một cơ sở trên lãnh thổ Belarus để đổ lỗi cho Ukraine. Tính đến thời điểm hiện tại, cơ sở đang được xem xét là kho dầu Brestovnev Product ở khu định cư Priluki ở Brest Oblast ở Belarus, cách biên giới Belarus-Ba Lan khoảng 2 km. Kế hoạch của họ là thả chất nổ bằng UAV. Theo thông tin mà Trung tâm kháng chiến quốc gia Ukraine có được từ quân du kích Belarus, Mục tiêu được cho là đã được trinh sát trên không của nhóm Wagner điều tra vào tháng 8 năm nay. Đồng thời, trung tâm cũng nhấn mạnh rằng lực lượng phòng vệ Ukraine chỉ hành động trên lãnh thổ Ukraine và người Nga cần hành động khiêu khích này để giảm mức độ hỗ trợ cho nhà nước chúng tôi. Thưa quý vị, hai chỉ huy quân đội hàng đầu của Ba Lan đã từ chức vào hôm 10 tháng 10, người phát ngôn cho biết chỉ vài ngày trước cuộc bầu cử quốc hội, trong đó Đảng luật pháp và công lý cầm quyền đã coi an ninh quốc gia là vấn đề then chốt trong nỗ lực đạt được một cuộc bầu cử quốc hội nhiệm kỳ thứ ba chưa từng có. Không có lý do nào được đưa ra cho việc từ chức. Tuy nhiên, điều này xảy ra trong bối cảnh căng thẳng gia tăng giữa các cấp trên của lực lượng vũ trang và chính phủ. Sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Marius Blackjack vào hồi tháng 5 cho biết, quân đội đã không thông báo cho ông về một hỏa tiễn đang hướng tới đất nước. Truyền thông Ba Lan đưa tin, vật thể quân sự được tìm thấy trong khu rừng phía Bắc Ba Lan vào hồi tháng 4 là hỏa tiễn KH-55 của Nga, và lực lượng vũ trang Ba Lan đã nhìn thấy một vật thể bay vào không phận nước này, nhưng sau đó đã biến mất dấu. Vào hôm thứ Ba, chỉ huy hoạt động của lực lượng vũ trang Tomasz Piotrowski và tham mưu trưởng Reichman Andrzejczak đã đệ đơn từ chức. Thomas Siemoniak, cựu bộ trưởng quốc phòng thuộc Đảng Dân Chủ Đối lập, viết trên truyền thông xã hội X, đó là một sự ô nhục hoàn toàn đối với Bộ trưởng Blackjack, người từ lâu đã vượt quá giới hạn để sử dụng quân đội Ba Lan theo đảng phái. Ngay sau đây, xin mời quý vị tiếp tục theo dõi các bản tin khác từ biên tập viên Phạm Dương của chúng tôi. Thưa quý vị, một lập trình viên máy tính họ mã ở Trung Quốc dùng VPN để nối với công ty tại Thổ Nhĩ Kỳ để làm việc, theo The Guardian đưa tin vào hôm thứ Hai. Tuy nhiên, tại Trung Quốc, dùng VPN vượt tường lửa kết nối ra nước ngoài là vi phạm pháp luật. Do vậy, anh Mã đã bị tịch thu tài sản vì đó là quy định thu nhập bất hợp pháp. Khoản thu nhập 1 triệu nhân dân tệ, khoảng 3,3 tỷ Việt Nam đồng do anh kiếm được như làm thuê từ tháng 9 năm 2019 đến tháng 12 năm 2022 đã bị công an thừa Đức, tỉnh Hà Bắc tịch thu. Tờ báo The Guardian bình luận, ngoài việc tịch thu 1 triệu nhân dân tệ, anh Mã phải nộp 200 nhân dân tệ tiền phạt tổng số tiền lên trên 1 triệu, khoảng 3,3 tỷ Việt Nam đồng là một khoản rất lớn đối với một người Trung Quốc. Anh Mã nói trên mạng xã hội Weibo, cảnh sát đã tiếp cận anh lần đầu cách đây một năm và tin rằng anh là chủ sở hữu của một tài khoản Twitter mà họ đang điều tra. Cảnh sát đã tịch thu điện thoại, máy tính sách tay và một số ổ cưng máy tính của anh khi biết rằng anh làm việc cho một công ty nước ngoài và giữ chúng trong một tháng. Tường lửa vĩ đại của Trung Quốc là tấm chắn và giám sát các kết nối thông tin qua mạng máy tính để kết nối từ Trung Quốc ra nước ngoài, nó là một khâu quan trọng trong cơ chế chính phủ để kiểm soát tất cả các thông tin mà người Trung Quốc được phép nhìn thấy. Thưa quý vị, Bộ trưởng Quốc phòng của Hàn Quốc cho biết ông sẽ thúc đẩy việc đình chỉ thỏa thuận quân sự liên triều vào năm 2018 để nối lại hoạt động giám sát tiền tuyến đối với Triều Tiên, bởi vì Cuộc tấn công bất ngờ vào Israel của Hamas làm dấy lên một lo ngại ở Hàn Quốc về các cuộc tấn công tương tự của Triều Tiên. Trao đổi với các phóng viên tại Seoul vào hôm thứ ba, Bộ trưởng Quốc phòng của Hàn Quốc, ông Shin Won-sik, viện dẫn bạo lực ở Israel và Gaza để nhấn mạnh sự cần thiết phải tăng cường giám sát miền Bắc. Ông Shin đặc biệt chỉ trích các vùng cấm bay của thỏa thuận liên triều mà ông cho rằng ngăn cản Hàn Quốc sử dụng đầy đủ các tài sản giám sát trên không của mình vào thời điểm các mối đe dọa hạt nhân của Triều Tiên đang gia tăng. Mối quan hệ giữa hai miền Triều Tiên đã xấu đi sau sự sụp đổ của các cuộc đàm phán lớn hơn giữa Washington và Bình Nhưỡng vào năm 2019 về chương trình giám sát vũ khí hạt nhân của Triều Tiên. Ông Xin cho biết Hàn Quốc sẽ phải trải qua một quy trình pháp lý phức tạp để từ bỏ hoàn toàn thỏa thuận này bình luận của ông Shin có thể sẽ vấp phải sự chỉ trích gai gắt từ phe đối lập theo chủ nghĩa tự do của Hàn Quốc, vốn mô tả thỏa thuận này là một van an toàn giữa hai miền Triều Tiên khi quan hệ tiếp tục xấu đi. Thưa quý vị, Tổ chức Nghiên cứu Global Energy Monitor, viết tắt là GEM, có trụ sở tại Hoa Kỳ vào ngày 10 tháng 10 đã cảnh báo ngành than toàn cầu có thể mất gần một triệu việc làm vào năm 2050, ngay cả khi không có bất kỳ cam kết nào về việc loại bỏ dần nhiên liệu hóa thạch. Trong đó, Trung Quốc và Ấn Độ phải đối mặt với những tổn thất lớn nhất. Hàng trăm mỏ than sử dụng nhiều lao động, dự kiến sẽ phải đóng cửa trong những thập niên tới khi chúng hết tuổi thọ và các quốc gia thay thế than bằng các nguồn năng lượng carbon thấp sạch hơn. GEM đã xem xét 4.300 dự án mỏ than đang được triển khai và đề xuất trên khắp thế giới. Những dự án này đã sử dụng gần 2,7 triệu người lao động. GEM nhận thấy có hơn 400.000 công nhân đang làm việc trong các mỏ sẽ ngừng hoạt động trước năm 2035. GEM Ước tính ngành than của Trung Quốc là ngành lớn nhất thế giới, hiện sử dụng hơn 1,5 triệu lao động. Trong số 1 triệu việc làm bị mất trên toàn cầu vào năm 2050, hơn 240.000 việc làm chỉ riêng ở tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc. Ngành than của Trung Quốc đã trải qua nhiều làn sóng tái cơ cấu trong những thập niên gần đây, với nhiều khu khai thác mỏ ở phía Bắc và phía Đông Bắc đang phải vật lộn để tìm các nguồn tăng trưởng và việc làm thay thế sau khi đóng cửa các mỏ than thưa quý vị một sĩ quan cảnh sát ai cập đã bắn chết hai du khách israel và hướng dẫn viên người ai cập của họ vào hôm chủ nhật khi chiến tranh nổ ra sang ngày thứ hai giữa các chiến binh palestine và israel hội đồng an ninh quốc gia israel sau đó cho biết công dân của mình nên cân nhắc việc không đi du lịch nước ngoài đặc biệt là du lịch ở trung đông trong bối cảnh xảy ra vụ tấn công ở ai cập cơ quan này khuyến cáo những du khách đã ở ai cập nên rời đi càng sớm càng tốt đài truyền hình tư nhân extra news của nhà nước cho biết viên cảnh sát này đã bắn ngẫu nhiên vào một nhóm du lịch israel đến thăm alexandria bằng vũ khí cá nhân của mình người thứ tư bị thương và viên cảnh sát đã bị bắt ngay lập tức hội đồng an ninh quốc gia israel cho biết có lo ngại về sự gia tăng động cơ của các nhóm khủng bố và những kẻ tấn công đơn độc có thể thực hiện các cuộc tấn công nhằm vào người Israel ở nước ngoài. Những cái chết xảy ra khi giao tranh nổ ra sau khi các chiến binh Palestine vào hôm thứ Bảy đã phát động một cuộc tấn công đa hướng nhằm vào Israel. Quốc gia đã tuyên chiến với phong trào Hamas và tiến hành các cuộc không kích vào giải Gaza. Xin cảm ơn biên tập viên Phạm Dương kính thưa quý vị bản tin trưa nay đến đây đã kết thúc y ngọc xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong bản tin tối nay